Hôm nay bự quá. Mới trễ có một tiếng thôi mà mình đã bị xóa xóa gì đó. Xóa sổ rồi á, mình bị xóa sổ rồi á. Nói có nhân chứng vật chứng đàng hoàng. Nhân chứng là người đẹp gì đó, quên này. Là người đẹp gì mới vừa nói về chuyện với Tiểu My đó. Cô Hana hả? Anna hả? Nana hả? Nana. Còn vật chứng là nhìn trên banner đi. Nhìn trên banner đi, có vật chứng đàng hoàng. Gì xem webcam hả? Đâu? Dương ra mình hả? Let's see. Để coi webcam nha. Coi webcam trước đi. Webcam trước đi. Các anh chị có thấy khi mà mình nhìn thấy một người đẹp, không cần biết đàn ông đàn bà gì, không cần biết. Các anh chị có thấy cái lòng nó phơi phới không hả? Có thấy tâm hồn nó phơi phới không hả? Khi mà mình nhìn một người đẹp á, phải không? Không hả? Nếu không là mình jealous đó, nếu không? Nếu không là mình jealous. Tại người ta thấy mình thấy người ta đẹp quá mình ghét đúng không? Mình ghét đó, đúng không? Nó gọi là jealous đó. Tiếng Việt gọi là ghen á, biết không? Ghen á. Hôm nay có vấn đề gì hả? Vậy là dở rồi, vậy là dở rồi. Vậy là dở rồi. Ganh hay ghen gì đó, ái nổ. Ok thôi trễ quá rồi, trễ quá làm cho lẹ. Ok. Làm trễ nghỉ trễ, làm sớm nghỉ sớm. Ok bắt đầu nha các anh chị, bắt đầu nha. Ở Hà Nội hả? Ở nào Hà Nội gọi qua. Ok, chỉ là một nỗi đau. Let's see. Chỉ là một nỗi đau. Đâu có trong room đâu. Đâu có trong room đâu. Let me add this nickname then. Ok, bắt đầu nha các anh chị. Mình sẽ làm bài tập. Hôm nay sau khi làm xong hết mấy bài tập này thì hy vọng các anh chị nắm vững cái phần passive and active, ok? Thật sự ra mình làm cho biết thôi chứ khi mà mình nói chuyện á, các anh chị đừng có bao giờ dùng cái passive, ok? Mình nói cái gì thì mình nói thẳng vấn đề ra. Chỉ khi nào mà mình bực bội hay là mình muốn nhấn mạnh cái chuyện gì đó hay là muốn nói về một cái đề tài đó mà mình không có biết ai làm cái chuyện đó thì mình mới dùng cái passive. Ví dụ I'm sorry. Hôm nay chị đi dậy trễ là tại là tối ngủ không được các anh chị. Đau cổ quá ngủ không được. Đến 2-3 giờ mới ngủ, anh ra sáng thức dậy không nổi. Sorry các anh chị. Sáng thức dậy không nổi á. Ok, bắt đầu làm nha. Nói tới đâu rồi? Ví dụ mình nói câu này. Ví dụ mình nói câu này. One has introduced us to the ambassador so far. Không có ai mà giới thiệu chúng tôi tới cái cái tòa đại sứ phải không? Không, hay là tới phải không? Tới cái người đại sứ phải không? Gì hết. Thành ra mình khi mà mình nói no one thì có vẻ như là nó nói chổng quá đi, nói khơi khơi, nói không có rõ ràng gì hết.
thì lúc này mình mới dùng cái passive để mình nhấn mạnh chúng tôi không có được giới thiệu tới cái tòa đại sứ gì hết, đại khái như vậy. Thì dĩ nhiên hỏi ai ai biết ai cái gì. Ok rồi, bây giờ bắt đầu làm nha các anh chị, bắt đầu làm bài tập. Trước khi làm Tiểu My nhắc lại nha, rất là dễ. Muốn đổi một khi active sentence to passive, okay, the first we take the direct object hay là object and make it subject, right? Bắt đầu lấy từ lấy cái gì tốt từ làm chủ từ. And the next step is we repeat all the helping verb. Nghĩa là mình sẽ lặp lại, mình sẽ viết lại tất cả những cái trợ động từ có, nếu có. Right. Rồi kế đó mình mới áp dụng công thức, thấy không? Use the formula be and past participle. Okay, wait a minute. Mới gì vô mà. Cho tí mình tí xíu trả lời cho bạn. Nhưng thường tí mình không có đóng ghi âm các anh chị. Tại vì nhiều khi có người cần help về vấn đề mà nickname của họ đồ này kia đó, thì đã bình thường thì mình không có đóng VM đó, nhiều khi that annoy me, it's annoy me. Ok, nói tới đâu rồi ta, quên mất tiêu rồi. Ok rồi, kế đó mình sẽ áp dụng công thức không be and past participle. Right. Be that we have to put the verb to be into the same tense as the active verb. Có nghĩa là cái động từ to be đó mình conjugate nó, có nghĩa là mình chia theo cái động từ chánh trong cái câu active. Nếu mà động từ chánh nó ở thì hiện tại thì be nó sẽ ở thì hiện tại. Nếu mà nó ở thì continuous thì be nó cũng sẽ ở thì continuous là being. Right? Còn nếu nó ở thì quá khứ thì be nó sẽ là were hoặc là was. Còn nếu be nó ở cái thì perfect thì be nó sẽ là been. Thấy như vậy mình phải chia theo cái thì của cái động từ chánh ở trong cái câu active. And then we add the past participle. The active verb. Past participle có nghĩa là we add the ed for the regular verb or we use có nghĩa là cái past participle của cái động từ chánh ở trong cái active sentence đó. Thì nếu mà nó là động từ thường thì mình thêm ed. Còn nếu mà nó là động từ bất quy tắc thì mình phải viết nó ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc. Ví dụ như go, when, gone. Ngay chỗ đó mình sẽ dùng chữ gone. Nếu mà bắt đầu chưa?
Ôn lại chút xíu nha, tại hôm nay là cái ngày cuối cùng mình làm cái phần này. Okay, are you ready? Bắt đầu nha, cho nó bắt đầu dễ trở lại đi. Ôn lại một lần cuối đi. Once a week, Tom cleans the house. This is present tense, phải không các anh chị? This is the present tense. Anh chị đổi con này đi. Trước nhất mình sẽ lấy túc từ làm chủ từ, phải không? Cái once a week đó là một cái clause, mình sẽ lặp lại cái tất cả những cái phrase trong câu luôn nha các anh chị. Các anh chị để trước cũng được, để sau cũng được. Once a week. Rồi, lấy túc từ là the house become the subject. Được phải không? Thành ra mình áp dụng công thức liền. Động từ to be chia theo cái động từ chánh, nghĩa là cleans, chia theo thì của động từ chánh là hiện tại, thành ra be cũng sẽ ở hiện tại, sẽ là is. Động từ to be phải chia nha các anh chị. Rồi thường regular verb, right, is cleaned. Okay, and dĩ nhiên mình phải để by Tom, đây là bắt buộc phải để nha, tại vì nếu mà không để by Tom thì người ta đâu biết by Tom hay by Michael hay by Timothy là khái như vậy, nên bắt buộc phải để by Tom. Okay, cái proper noun phải để vô. Thì đó là thì simple present. Bây giờ qua present continuous. Okay, right now Sarah is writing the letter. Đây là cái thì này gọi là present continuous. Các anh chị đổi đi. Is not Tom. Tom is not my name. Okay, can you đổi con này đi, Sarah? I mean, right now, Sarah. No. Túc từ là the letter. Okay. Có trợ động từ phải không? Có động từ, có trợ động từ là chữ is. Mình phải lặp lại cái trợ động từ đó, phải không? Rồi mình mới dùng công thức là be and past participle. Be chia theo thì của động từ chánh, đó là thì continuous, đó là writing. So be sẽ trở thành being, phải không? Okay. Rồi past participle của động từ to write là write, wrote, written, phải không? So cái câu nó sẽ là Sarah, I mean, right now the letter is being wrote, I mean written by Sarah. Okay, đó là cái thì thứ hai là present continuous. Bây giờ qua cái thì thứ ba. Anh chị nghe lớn mà phải không? Nghe bự. Present perfect là thì hiện tại hoàn thành. Many tourists have visited that castle. Có nhiều du khách thì viếng thăm cái tòa lâu đài đó. Okay, cái tòa lâu đài đó. Okay, các anh chị nào các anh chị nào đang dùng Power Talk 554 thì phải không? 554 thì các anh chị nên download về cái Power Talk cũ trở lại. Okay, tại Power Talk nó thông báo rồi, cái Power Talk mới nó hơi bị trục trặc đó các anh chị, nó bị cái bug gì đó, nó bị some bugs, thành ra họ 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 mua bug
trở lại cái power top cũ là let's see là 545. Các anh chị có biết mình đang dùng power top gì không hả? Các anh chị nào đang dùng power top mới là 554 á, 554 hay 553 gì tụi mình quên rồi. Bây giờ nó trở lại cái power top cũ là 545. Tại cái power top mới nó có vấn đề đó. Ok. Hai ngày nay rồi tụi mình không có vô cái help room, không không biết là nó có upgrade cái power top. Bây giờ các anh chị không cần biết power top Việt Nam hay power top gì, nó có cái version. Ok. Ở ngoài cái window chính á, 530 hả? 530 đâu có mà dùng vậy. Ở ngoài cái window chính á, okay, cái chỗ mà mình add cái nick bạn bè của mình á, mình có cái buddy list ở ngoài đó đó. Các anh chị nhấn chữ help. Ok. Cái này thì mình chỉ cho các anh chị cách check cái power top của mình đang xài là power top mấy. Ok. Nhấn chữ help. Rồi chưa? Sau khi nhấn chữ help rồi đó thì các anh chị sẽ nhấn cái chữ mà about power top messenger. Ok. About power top messenger. Cảm ơn my name Tom. Thì khi mà các anh chị nhấn đó cái about power top messenger đó thì nó sẽ hiện ra cho các anh chị thấy các anh chị đang xài version mấy. Ok. Version mấy và cái bill là mấy. Ai mà đang xài 545 là đúng. Ok. Còn ai mà đang xài 553 là power top mới nhất á, nhưng mà cái power top này nó bị bug rồi. Ai mà đang xài 553 đó thì cái power top mới này nó đang bị trục trặc. Ok. Nó đang bị trục trặc. Bây giờ đó các anh chị muốn có 530 cũ thì nếu mà các anh chị còn xài được thì xài, nhưng mà thường thường các anh chị coi chừng nha, những cái power top quá cũ như 530 hay là 518 hay whatever, I don't know, nghĩa là không phải là 545 đó, thì các anh chị nếu mà vẫn còn xài mà thấy tốt thì it's okay. Nhưng mà thường thường những cái version cũ, những cái build cũ đó mà các anh chị xài đó, các anh chị lót vô power top thì tự động nó nói các anh chị phải bắt các anh chị ra, thì coi chừng các anh chị xài power top crack. Power top crack là power, nó không kể, họ lấy thí dụ tụi mi có cái nick tím đó, nó lấy cái nick tím của tụi mi. Mai Phước cái nick tím của tụi mi là free đó, không có tốn tiền, power top nó cho tụi mi á. Nhưng mà các anh chị mà muốn có nick tím các anh chị phải mua 150. Ok, phải mua 150 là nó on sale đó. Ok, còn mua giá thường đó là 200. Ok, 200. Yeah. Thành ra nếu mà các anh chị nào có nick màu đó mà các anh chị xài power top giả, power top crack của của hacker thì các anh chị sẽ bị, nó sẽ bị nó lấy nickname của mình. Ok. Yeah, giá thường đó là 200 đồng một năm. 200 đô đấy nha, dollars. Còn giá mà sale đó thì 145. Các anh chị nên nhấn vào cái link www.paltalk.com. Tiểu My không có post ra được. Tại Tiểu My không có đeo ốp. Các anh chị tự tay type cái link này vào. Thay vào cái chỗ browser hay là address bar đó, các anh chị tự tự cái tay mình mà đánh www.paltalk.com.
đợt thao thao thế. Chị hiểu rồi phải không? Nếu là các anh chị muốn có thao thoát 5 4 năm trở lại đó, các anh chị đánh vào cái link, ok, đánh đánh cái link vào cái browser và tự động nó download về cho các anh chị 5 4 năm thì các anh chị xài an toàn hơn. Và giống như farmer vậy đó, ok. Động từ chánh nó ở cái thì perfect phải không? Right? Perfect là past perfect. Thành ra động từ to be cũng phải chia với cái ở thì quá khứ, thì động từ to be cũng phải chia với cái thì quá perfect chứ. That's right, perfect right. Thành ra nó động từ to be past. Participle của động từ to be là been, right? Be, was, were, and been. I, many tourists. Ok, đó là kỳ thứ ba. Bây giờ qua thì thứ tư. Cái thì này thường thường nó ít dùng, okay, ít ai dùng tới. Nếu mà các anh chị có thể dùng được thì cứ dùng, nhưng mà thường thường ít ai dùng cái thì này. Đổi qua cái past self đó, không có ai dùng cái thì gọi là present perfect continuous in passive voice, okay, ít ai dùng. Thí dụ như câu này: Recently John has been doing the work. Ngay bây giờ, hiện bây giờ John nó đang làm công việc, nó đang làm việc, phải không? Đang làm cái công chuyện gì đó, công việc gì đó. Rồi các anh chị đổi thì này đi. Trước nhất, okay, mình lập cái recently. Yes. Okay, thường thường nó rất là mình đổi một cách gượng ép và không có ai nói cái như gì hết trơn. Bây giờ mình cứ là đổi thử nha. Khi okay, trước nhất mình lặp lại cái recently, right? Các anh chị làm theo tiếng đi. Please. Dùng công thức, áp dụng công thức là động từ to be, phải không?
Động từ to be sẽ chia theo cái thì chánh của cái động từ, chỗ chia theo cái thì của động từ chánh là doing, phải không? Thấy không các anh chị? Là doing, right? Thành ra mình sẽ để là has been being. Các anh chị thấy không? Has been còn being nữa. Okay, đây là một cái cách gượng ép. Chị thấy không? Rồi, đây, tiếp tục là động từ to do. Là động từ chánh phải ở cái thể mà past participle. Do the done. Thấy không? Do the done. So nó sẽ là trở thành done. Right? So the work has been being done by John. Không có ai nói như gì hết trơn. Okay? Nếu mà phải chia thì mình cũng cứ chia, mình cũng cứ đổi ra passive mà không có ai nói như vậy hết trơn. Nói như vậy là người ta nói chuyện một cách cù kỳ gì đó, cầu kỳ, kỳ cục, hay là funny, hay là đại khái như vậy. Okay, show off. Okay, ta sẽ nói mình nói như vậy á, không có ai nói như vậy hết. Các anh chị nhớ điều này nha. Cái past perfect, I mean cái present perfect là quá, cái perfect là quá lắm rồi. Qua cái perfect continue, không có ai nói như vậy. Okay. Okay, now next. Giờ bốn thì hiện tại rồi rồi, bây giờ qua bốn thì quá khứ. Sam repaired the car. Simple part, rất là đơn giản. Sam nó đã sửa chiếc xe rồi. Giờ các anh chị đổi đi. Thứ nhất mình lấy có. Đấy. Anh đang đâu có biết by Sam hay là by Michael. Who else? Whoever I know. Ok, rồi bây giờ đó là cái thì thứ nhất của past. Giờ cái thì thứ hai của past continuous. Mình làm hết 12 thì thử coi làm sao nha các anh chị. Nó cũng rất là dễ thôi. Salesman was helping the customer when the thief came into the store. Các anh chị thấy có hai cái mệnh đề. There are two clauses in the sentence, right? Có hai cái mệnh đề. Mình coi cái mệnh đề có nghĩa là cái nghĩa nào là cái nghĩa chánh thì mình đổi nó thành cái past self. Right? Thường thường đó mình gọi cái time clause á, là nó chỉ bổ nghĩa cho cái main clause thôi. Các anh chị hiểu không? Cái mệnh đề mà chỉ về thời gian thường thường nó bổ túc thêm cho cái mệnh đề chánh thôi. Ok, có nghĩa cái gì mà nó bổ túc nghĩa là nó phụ, mà nó phụ thì không có cần thiết. Tức là mình đang nói về cái người bán hàng và đang giúp cái người khách hàng cái như vậy. Thành ra mình sẽ chia cái mệnh đề chánh là mệnh đề thứ nhất, right? Ra mình lấy cái túc từ của mệnh đề thứ nhất là the customer. Ok. Rồi trong câu nó có trợ động từ là was, phải không? Mình lặp lại cái trợ động từ đó. The customer and the salesman, nó là the singular person. So trợ động từ nó sẽ ở số ít luôn là was. Đấy, lặp lại cái trợ động từ. Rồi bây giờ mình mới áp dụng công thức be chia theo cái thì chánh của cái động từ chánh là helping, là continuous. Thành ra be sẽ trở thành being. Ok. Rồi, động từ to help. Động từ to help là động từ thường.
Past participle chỉ cần thêm ed mà thôi, right? Rồi mình sẽ lặp lại cái by the sailman and lặp lại cái time clause. Okay? So Mr. Symbol đúng. Heo trắng đúng. Điện âm bình đúng. Các anh chị đều đúng hết, right? Rồi các anh chị biết làm rồi phải không? Đó là thi thứ hai hay là thi thứ sáu của 12 thi. Bây giờ qua past perfect, phải không? I mean had repaired many cars before he received his mechanic license. Cho đó thì nó sửa rất là nhiều chiếc xe trước khi mà cậu ta nhận cái license, giống như cái certificate vậy. Dạ, trước khi cậu ta nhận cái gì license, tự nhiên gì là gì các anh chị, giống như cái certificate vậy đó, cái bằng đó, cái bằng sửa xe đó, giấy chứng nhận đó. Và cái license là cái bằng, mình tạm dịch là cái bằng đi, cái bằng để sửa xe đó, okay. Cái chứng chỉ và cái chứng chỉ đó. Vậy là cái chứng chỉ, cái giấy phép đó để sửa xe. Rồi các anh chị đổi câu này đi. Trong câu nó cũng có hai mệnh đề phải không các anh chị? The main clause and the time clause. Time clause là những cái mệnh đề chỉ về thời gian, khi nào, đại khái như vậy á. Mệnh đề chánh là mệnh đề đầu tiên. Many cars, lặp lại cái trợ động từ had, phải không? Rồi repaired là perfect, phải không? Had repaired. Thành ra động từ to be sẽ cũng là perfect luôn. I mean participle, past participle là been, right? Động từ chánh là past participle, phải không các anh chị? Là động từ to be cũng sẽ ở cái past participle là been. Rồi repair sẽ trở thành, mình lặp lại, and by choice, dĩ nhiên phải lặp lại cái proper name của người ta, rồi lặp lại cái time clause luôn. Bây giờ qua cái thì thứ 8 của cái thì past. Cái thì này nãy tiếng mình nói rồi, present, past hay là future. Cái thì này là một cái thì gượng ép. Mình nếu mà mình bắt buộc phải đổi thì mình đổi thôi. Nhưng mà không có ai nói cái cách này hết trơn. Okay. Cái cách nào thì để các anh chị làm đi, rồi các anh chị sẽ thấy. Chef Jones have been repairing the restaurant Fantasy Venus. Sorry, không thấy chữ phía sau. For 2 years before he moved to Paris. Cái người 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 đầu bếp, và vậy là người đầu bếp tên John á, thì sửa lại cái là cái menu vậy đó, về những cái món ăn buổi tối đó. Ok, tuyệt vời. Dạ, yeah, tuyệt vời là dịch hay nhất á, của nhà hàng. Ok, nghĩa là ông ta sửa lại cái các anh chị dịch đi, sửa lại những cái buổi ăn tối Perry, I'm sorry, chuẩn bị không, cái này là repairing là không, nhưng mà cái nghĩa này không phải là chuẩn bị. For 2 years, okay, for 2 years, ok,
Các anh chị thấy cái chỗ này không? Chuẩn bị sửa chữa đó. Okay. Ở đây không có dịch là sửa chữa, sắp xếp đó, sửa chữa chứ không có, I'm sorry, chứ không có dịch là chuẩn bị. Ok, sửa chữa nghĩa là những cái món ăn hồi xưa đó nó không có ngon cho lắm, bây giờ ổng làm lại cho nó ngon. Thấy không, ở đây không có dịch là sửa soạn hay chuẩn bị được, mà có thể dịch là sắp xếp hay sửa chữa được. Các anh chị mở cái dictionary đi, tại vì một một chữ nó có nhiều nghĩa. Ok, điều chỉnh hay là sửa chữa hay đã khái như vậy. 2 năm lận, ông ta làm cái chuyện này cho 2 năm lận. Ok, see, Jimmy mở từ điển coi nó có nghĩa gì xác hơn repair. Repair là to put in proper condition, có nghĩa là sắp xếp. Okay, sắp xếp. To get ready for eating có nghĩa là sẵn sàng. Okay, sẵn sàng hay là chuẩn bị. Các anh chị thấy nó có nhiều nghĩa. To put it khá như vậy. Đây mình nghĩ nó là mình nghĩ nó là to put in proper condition có nghĩa là sửa lại cho nó đúng á, phải không? Sửa lại cho nó đúng á. Đây nó là to put in proper. Nó, các anh chị hiểu phải không? Rồi bây giờ mình dịch, I mean mình đổi ra đi. Đổi câu này nha. Cũng có 2 mệnh đề. Time clause before he moved to Paris và mệnh đề chánh. Ok, thành ra mình sẽ đổi cái mệnh đề chánh. So, mệnh đề chánh thì mình sẽ có là the restaurant's fantasies dinners. Kéo cái người này vô cái đã. Rồi, ở trong câu nó có 2 cái trợ động từ, phải không các anh chị? Là had and been, phải không? Nó có 2 trợ động từ. Nên mình sẽ lặp lại 2 cái trợ động từ đó. Right, là had and been. And then mình chia động từ to be theo cái thì chánh, cái thì của động từ chánh là repairing, phải không? Nó là continuous. So động từ to be cũng sẽ là continuous being, right? Rồi, cái repairing mình sẽ đổi thành trở thành là past participle. Tại nó là động từ chánh, thành ra theo công thức thì động từ chánh phải đổi thành past participle nha, lãng tử. Okay. And nó sẽ là repaired. Mình thêm ed chứ không phải mình thêm ing. Lãng tử mới vô room bữa nay phải không? Hả? Phải không? Say yes đi. Phải không lãng tử? Phải không? Mới vô room bữa nay phải không? Answer me please. Yes or no, no, yes, yes, no. Phải không? Trả lời đi please, lãng tử. Đâu dám trả lời sợ ăn 2 trứng hồng gì lộn. Ok, rồi mình sẽ lặp lại cái mệnh đề, cái time clause, mệnh đề chỉ về thời gian, phải không? Thành ra cái câu mới mình sẽ có là như vậy. Ok. Yeah, thường 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 đổi mình đổi cái mệnh đề chánh, ok, cái mệnh đề phụ để thêm vô để bổ nghĩa cho cái mệnh đề chánh.
mà thôi. Thêm vô để bổ nghĩa cho cái mệnh đề chánh mà thôi. Phải không? Đồng ý không nào? Có nghĩa là không có nó cũng được, không sao hết trơn, không cần. Đấy. Tại tại làm sao nó là phụ? Tại vì nếu mà nó không có cái chánh thì nó không có mệnh. Sin. Khi không mình nói before he moved to Paris. Rồi sao nữa, mình ngừng ngay chỗ đó. Nó không có nghĩa gì. Mà không có ai nói cái cách này hết nha các anh. Chị S and H. Tận cùng bằng SH chứ không phải là S không nha. Ok, đó là thì thứ nhất của future hay là thì thứ 9 của 10 trong 12 thì. Bây giờ qua cũng là future nhưng mà là be going to. Các chị nhớ không chữ will? Nó sẽ bằng be going to, phải không? Mình thế vô chữ will bằng be going to. Right? Hồi nãy mình có cái câu khác. Tại vì dùng chữ will mình dùng be going to. Okay? Simple future with be going to. Thí dụ, Sally is going to make a beautiful dinner tonight. Đổi câu này đi. Thấy câu này các anh chị sợ không? Không sợ gì hết trơn. Ok. Không sợ gì hết trơn. Giờ mình cứ làm theo thứ tự nè. Lấy túc từ làm chủ từ. A beautiful dinner. Ok. Lấy túc từ làm chủ từ. A beautiful dinner. Right. Rồi trong câu mình có cái trợ động từ là be going to. Phải không? Cái tờ
thay thế bằng chữ will. Will có phải là trợ động từ không? Thành ra be going to cũng là trợ động từ. Thành ra mình lặp lại cái trợ động từ đó, nên mình sẽ lặp lại là is going to, phải không các anh chị? Right. Mình sẽ lặp lại cái trợ động từ be going to chia theo cái chủ từ mới là dinner. Right. Thường thường đó, cái mệnh đề, cái lọ, cái mình gọi là cái time phrase đó, thường thường mình để ở phía sau nha. Thường thường mình để ở phía sau, các anh chị đừng có để ở chính giữa như vậy. Một là để ở đầu câu, hai là để ở phía sau. Không được để chính giữa cái tonight á, đừng có để chính giữa. Ok. Để mình nói lại nè. I'm sorry. I missed something. Cái đầu tiên đó là mình lấy cái túc từ làm chủ từ. Rồi sau đó đó mình mới lặp lại cái trở động từ là be going to. Ok. Chia theo cái chủ từ mới là is, right? Rồi tới đây là mình có trợ động từ rồi. Rồi bây giờ mình mới áp dụng công thức cho cái động từ chính là động từ to make, to make, phải không? Đã, công thức là be, phải không? Be ở đây nó sẽ ở cái thì hiện tại, tại I mean, yeah, ở cái thì hiện tại, tại cái câu chính nó là to make là thì hiện tại. Thành ra be hiện tại nó sẽ là be luôn, phải không? Thành ra cái câu mới nó sẽ là a beautiful dinner is going to be. I'm sorry. Mình lặp lại nè. Túc từ làm chủ từ là a, có nghĩa là đứng trước nó. Made by Sally. Tiếng Mỹ không có my ở trong room. Các anh chị không có viết qua đầu câu, không có chấm cuối câu. Nhưng mà tiếng Mỹ my, các anh chị bắt buộc phải viết cái tên riêng của người nào đó, viết qua. Hay là chữ I cũng phải viết qua luôn. I là mình á, cũng phải viết qua luôn. Please. Ok. Ok rồi. Có nghĩa là mình tôn trọng mình and mình tôn trọng người khác luôn. Đấy. Còn viết đầu câu A thì đâu có ai viết qua đầu câu hay là không có chấm cuối câu, đâu có ai than phiền đâu. Phải không? Not my business. Đấy. Thái gì vậy? Ok rồi. Đó là cái thì
Chưa, chưa. Đó là cái thị thứ nhất của quèo. Cái chữ will. Thí dụ, at 8 p.m. tonight, John will be washing. Anh nó sẽ đang rửa chén. Trời ơi, rửa chén mà phải 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 coi giờ nữa. 7:59 không rửa nha, đúng 8 giờ mới rửa nha. Thế. Thành ra có ăn uống gì ráng ăn cho xong nha. Đúng 8 giờ là tôi dẹp, tôi rửa chén hết trơn á. Nghe funny không các anh chị? Nghe funny không? Nó đang rửa chén chứ nó đang rửa chén. Sorry. Bây giờ mình đổi đi. Cái mệnh đề chỉ về thời gian mình lặp lại. Anh chị nhớ nha, mình không có chia cái mệnh đề đó. Mà nhất là nó là cái phrase, mình đâu có chia được. Tại nó đâu có động từ đâu. Cái phrase thường thường nó không có động từ. So mình sẽ lặp lại cái time clause, time phrase, I mean, at 8 p.m. tonight. Lặp lại. The dishes là tục từ, trở thành chủ từ là the dishes. Trong câu nó có hai cái trợ động từ là will and be. Các anh chị nhìn cái câu chánh nha, Tiểu My đang cắt nghĩa, đang nói về cái câu chánh này. Trong câu nó có hai trở động từ là will and be. Anh em mình sẽ lặp lại will and be. Làm sai hoài ghét quá. Trong câu no future continuous, yet be going to rồi. Bây giờ qua future perfect nha. Nó dễ hơn các anh chị, cứ áp dụng cái cách mà từng bước chỉ mi chia sẻ cho các anh chị rất là chậm rãi. Thế. Okay.
future perfect, if you will. They will, I mean, they will have Quang Thanh, one time, and cái project, project là gì, can chị project là gì? Là cái gì mà cái dự án và cái dự án đó, chị mới tính nói cái công việc, cái dự án đó, cái chương trình gì đó, cái dự án thì sao không biết nói chuyện trước cái deadline là gì, trước cái thời hạn phải không, trước cái thời hạn ấn định phải không? Yeah. Trước trước cái thời hạn ấn định hay là trước cái ngày hết hạn? Rồi các anh chị đổi đi. The project. Rồi lặp lại trợ động từ well and health. Đó không? Mình lặp lại hai cái trợ động từ đó. Nhớ nha, trợ động từ nó ở thì gì mình cứ lặp lại y chang như vậy, không có đổi gì hết nha các anh chị. Trợ động từ là chỉ lặp lại thôi. Will help, right? Rồi bây giờ mình mới chia động từ to be. Động từ to be ở cái thì chánh, ở cái thì của động từ chánh, nó là ở thì perfect phải không? Perfect thì phải mình phải dùng cái past participle. So động từ to be là sẽ là been, right? Be, was, were and been. Cột thứ ba là been, right? Rồi cái động từ chánh là completed, nó đã sẵn có ở cái thì past participle rồi, mình chỉ lặp lại thôi là completed. And now my name đúng, Mr. Skate. Rồi các anh chị biết làm rồi đó. Bây giờ cũng là future perfect nhưng mà mình dùng cái be going to. Okay, không có sợ nha. Giờ mình dùng cái be going to thay vì cái will, instead of will. The same thing. Will cũng là trợ động từ. Be going to cũng là trợ động từ. Nên khi mình đổi mình chỉ lặp lại nó thôi. Right? Trước nhất, tốt từ làm chủ từ. Ô heo trắng nữa hả? Can I see your sentence? Okay, I saw it now. I'm sorry, người đẹp. Heo trắng cũng đúng luôn, okay? Heo trắng cũng đúng luôn. Mà heo trắng là đúng nhất, tại vì heo trắng ở đầu tiên, phải không? Giờ mới cười. Heo trắng là đúng nhất, tại vì heo trắng đứng thứ nhất, phải không? Thành ra đúng nhất, chứ không phải là... không phải là giỏi nhất mà đúng nhất. Okay, tại heo trắng đứng thứ nhất thành ra đúng nhất. Rồi tới my name đứng đúng nhì. Okay, red paper đúng ba, phải như vậy. Rồi giờ đổi câu này đi, giờ vui vẻ rồi đổi câu này đi. Okay, okay, the project sẽ làm chủ từ, right? Rồi lặp lại cái trợ động từ là be going to. Right, chia theo cái chủ từ mới là the project is the third singular person. So be will be is, will become is, right? Will become is, mình lặp lại cái trở động từ mà. Right? Is going to. Lặp lại trở động từ trước. Okay? Right? Rồi. Kế đó. Yeah, is going to help luôn. Mình có đến hai trợ động từ lận, phải không? Be going to, rồi chữ help nữa. Phải không nè? Các anh chị coi kỹ lại cái câu nè. Cái câu này đi, câu này thôi. Ok, bỏ cái phần trước đi. Nghĩa là trong câu nó có tất cả hai trợ động từ, phải không các anh chị? Động từ thứ nhất, trợ động từ thứ nhất là be going to. Và trở động từ thứ hai là help. Mình sẽ lặp lại hai cái trở động từ đó. Thành ra the project is going to help. Okay? Is going to help.
Không phải to haste, tại sao như vậy? Đố các anh chị biết tại sao không phải to haste mà là to, không phải là mà là to health? Hả? Tại sao không phải to haste mà là to health? No, không phải. Không phải. Very good happy day. Nhớ nha, sao cái giới từ thường thường động từ phải trở về nguyên mẫu. Ok. Sao cái giới từ thường thường động từ phải trở về nguyên mẫu infinitive. Không cần biết nó là trở động từ hay là nó là nghĩa là sao cái chữ to đó thường thường phải trở về nguyên mẫu. I need to have money. I want to say something. Anh chị thấy không? Đấy, động từ phải trở về nguyên mẫu. Nhớ nha Dương, điều này nhớ nha. Ok rồi, trở lại cái bài. Đây mình sẽ có là the project, okay, is going to help. Và một chuyện nữa, thì mình lặp lại cái trở động từ đó luôn, okay, to help. Rồi mình mới bắt đầu áp dụng công thức là be. Be đây ở cái thì past participle phải không các anh chị? Động từ chính là nó ở cái thì perfect, perfect thì nó phải dùng cái past participle. And then be sẽ trở thành là been, thấy không? To have been. Rồi động từ chính là complete. Past participle nó cũng lặp lại là ed phải không? Nó completed, right? Before the deadline and at the time clause. Time phrase. Thành ra câu mới mình sẽ có là is going to have been completed, right? Okay, đó là chữ be going to với thì perfect. Bây giờ qua cái thì rắc rối, okay, rắc rối nhất. Cho hai chấm chỗ này đi. Để trong bài chỉ mình khó lo nó là nó phân biệt, còn ở ngoài không có khó là được. Chữ will and. Mình gượng ép mình đổi cái passive cho cái thì này được nha các anh chị. Nhưng mà không có ai nói như vậy hết trơn. Ok, để mình lặp lại một lần nữa. Nếu mà đi học, ông bà thầy bắt các anh chị phải đổi từ active và passive cho cái thì này, thì mình vẫn đổi được như thường. Ok, mình cứ dùng, các anh chị cứ áp dụng từng step, để mình chia sẻ cho các anh chị. Cái thì nào các anh chị cũng đổi được. Nhưng mà trong cái câu nói, hay là các anh chị viết một bài, các anh chị không bao giờ viết cái passive cho cái thì mà perfect continuous. Nhớ điều này nha. Chị mình không biết bên Việt Nam học làm sao. The famous artist will have been painting, I mean painting the mural for over 6 months. Mural là gì ta? Mural là gì? Nhiều khi cái chữ mới mà chị mình không biết pronounce nó làm sao. Mural là gì ta? Have been being painted for over 6 months by the time it is finished. Let me check the dictionary. Mural. Okay, mural. Là picture painted. Oh, là cái picture ấy.
đúng. Cái câu của my name đúng. Okay. Các anh chị nhớ cái time clause đó, thường thường để ở phía sau. Okay. Thường thường để ở phía sau. By the time it is finished. Các anh chị thấy đâu có khó phải không? Cứ áp dụng theo cái cách của Tiểu My thì các anh chị cứ làm từ từ, thì bất cứ một cái thì nào nó rắc rối cỡ nào đi nữa mình chia cũng được. Mình đổi là cũng rất là dễ dàng phải không các anh chị? Right? Đồng ý không nào? Say yes đi please. Học với Tiểu My cái gì khó cách mấy cũng thành dễ phải không? Right? And từ from now on các anh chị đâu sợ nữa phải không? Hồi đó mình vô lớp mình sợ ông bà thầy chứ giờ mình đâu sợ nữa. Nhiều khi mình còn biết hơn ổng bả nữa. Phải không nè? Là cái ông mới nó sẽ có như vậy. Ok. Gì giận. Đang nói chuyện vui vẻ không giận à. Không giận à. Làm ở đâu nhảy vô mặt mày giống như quan công vậy đó. Giận ai trong này vậy ha? Giận cá chém thớt hả? Cho em công thức hả? Nói rồi. Ok, để làm hết đi rồi Tiểu My sẽ ôm, sẽ cho các anh chị cái, không phải công thức mà mình gọi là the routine. Ok, the routine. Rồi bây giờ cũng là cái thì này mà mình dùng cái be going to thay vì will. Ok. Thay vì chữ will, thí dụ thì cũng câu đó thôi, không? Mình dùng chữ be going to thay vì chữ will. This one right here. Chị thấy chỗ này không? Thấy có nhiều động từ trợ từ. Been cũng là trợ động từ luôn. Thành ra trong câu á, mình có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5. 5 chữ là trợ động từ, là is going to have been. Right? Rồi bây giờ mình đi từng step. Thứ nhất là mình lấy túc từ làm chủ từ. The mirror, right? Rồi mình lặp lại tất cả các trở động từ trong câu. The mirror is going to have been. Ok. Mình lại lặp lại hết tất cả trở động từ trong câu. Sao mình biết 5 chữ này là trở động từ? Có người hỏi Timmy trong PM á. Đố các anh chị tại sao mình biết 5 chữ này là trở động từ? Các anh chị nhớ nha, trong câu chỉ có một cái động từ chánh mà thôi. Nó không có cái chữ and đứng trước những cái động từ. Thì nó chỉ có một động từ chánh mà thôi. Còn tất cả những cái động từ mà nó đi theo cái động từ chánh đều là trợ động từ hết. Tại sao gọi là trợ động từ? Mình dịch tiếng Mỹ là helping, phải không? Helping hay là help verb, nghĩa là trợ giúp cho cái động từ chánh. Có nghĩa là nhờ những chữ này mà mình biết cái động từ chánh ở cái thì gì, mình biết nó cái being state của nó là cái gì, cái
tình trạng của nó là cái gì. Thí dụ như mình nói I go, tôi đi, nhưng mà mình nếu mình có thêm cái trợ động từ như ai mới giật mic của chị nói tôi đi, chỉ nói khơi khơi vậy thôi, nhưng mà nếu mình thêm cái trợ động từ vô có phải là nó bổ nghĩa thêm không, ai rõ ràng hơn, cái làm cho cái nghĩa nó rõ ràng hơn, thấy không? Thành ra bây giờ các anh chị thấy câu này, cái chữ will vô thì cho biết là cái chuyện này thì nó chưa chưa có xảy ra, right? Các anh chị thấy như cái câu này, cái người artist là cái người gì ta, người sĩ gì đó, này gọi là gì, Artist này là nói chung nha các anh chị. Họa sĩ cũng là artist, thi sĩ cũng là artist, nhạc sĩ cũng là artist. Nói chung chung á, ok, nói chung chung á. Các anh chị mà lấy bằng 2 năm nó gọi là gì? Associate of Art, ok, Associate of Art. Cái người các anh chị cho nghệ sĩ cũng được, hay là họa sĩ cũng được. Đại khái nói chung chung đó, Associate of Art là cái bằng 2 năm của họa sĩ, của nhạc sĩ, của thi sĩ, okay. Cái bằng cấp nó gọi là Associate of Art, okay. Thành ra art đây là nói chung chung những cái người mà làm về nghệ thuật kia đó, khái gì đó. Rồi các anh chị thấy is going to help them painting, thì cái chữ, cái động từ nào là chánh? Mình nói về cái gì? Nói về cái paint, phải không? Cái paint là sơn, phải không? Còn cái is going to help me nó không có nghĩa gì hết trơn. Thành ra nó chỉ đi theo để bổ nghĩa thôi. Các anh chị thấy chỗ này không? Thành ra năm cái chữ đứng ở phía trước, preceded, nó sẽ là trợ động từ. Đây là cái cách để mình nhận ra trợ động từ ở đâu. Anh chị coi câu này, I help Ben lived here. Ví dụ vậy đi. Thôi đừng nói chữ here vô đây. Mình có ba cái động từ, to help, to be and to live, phải không? Cái nào là động từ chánh, cái nào là nó có nghĩa, cái nào mình nói lên mình hiểu liền, cái nào các anh chị, chữ nào? Mình chào Thúy Đặng, em các anh chị mới vào. Chữ love, phải không? Chữ love, right? Thành ra cái helping nó không có nghĩa, nó chỉ đi theo đặng nó bổ nghĩa, nó làm rõ hơn cái thì cho mình biết. Nhờ cái helping mà mình biết cái người này đã và đang. Các anh chị đồng ý không nè? Đã và đang, nó làm rõ nghĩa hơn. Trong khi đó mình nói là I loved, thì chỉ nói là tôi sống, nó không có rõ nghĩa gì hết trơn. Đấy, trong khi mình nói I have been loved là tôi đã và đang sống. Nên trợ động từ là như vậy. Nói tóm lại trong câu chỉ có một động từ chánh thôi. Tất cả những cái chữ mà đứng trước đó, là động từ đó, đều là trợ động từ hết. Ok, rồi. Khi mà mình áp dụng đổi từ active và passive, thì mình sẽ lặp lại tất cả cái trợ động từ đó trước khi mà mình áp dụng công thức là be and past participle. Ok. Giờ là
lại nha. Sorry, let me delete this one and go back to this one. I've been painting the mural for over 6 months by the time it is finished. Rồi, các anh chị đổi câu này đi. Please. Thứ nhất mình lấy túc từ làm chủ từ the mural, đúng không? Rồi mình lặp lại hết tất cả các trợ động từ là is going to help Ben, đúng không? The mural is going to help Ben. Đấy. Rồi mình mới áp dụng công thức là be and past participle. Be phải chia theo cái thì của động từ chính là pending, là thì continuous, right? Thành ra nó sẽ trở thành là helping being, phải không? Okay, let me copy and paste this one, then I don't need to repeat it. Okay, chị mình làm từ từ cho các anh chị nào chưa có nắm vững đó, nó rất là dễ các anh chị. Nó trở thành là being. Tại cái động từ chánh là continuous, là pending, right? Rồi bây giờ động từ chánh phải là past participle. Past participle của động từ thường thì mình thêm ed, phải không? Là pended. Okay. So Ben being pended. Right? And we repeat the rest. Mình lặp lại tất cả những cái chữ còn sót lại, phải không? He's been painted. Oh, by the famous artist luôn. Sorry. Rồi mình mới lấy chủ từ làm túc từ với chữ by. By the famous artist. And lặp lại cái the rest và tất cả những chữ còn lại. Thành ra cái câu của wondering đúng. And sea wave đúng. Có khó không các anh chị? Có khó không? Hả? Đâu có khó phải không? Đâu có khó phải không? Rồi tất cả mình có bao nhiêu step? Có bao nhiêu bao nhiêu, so cái the routine có câu hỏi gì không? Đâu có khó. Công Hương mới vừa vào room phải không? Hả? Công Hương mới vừa vào room phải không? Hả? Công Hương mới vừa vào room phải không? Ok, có những cái trường hợp cười là chắc đúng rồi quá. Có những cái trường hợp đặc biệt nó cũng không có, nó cũng mình cũng dùng cái những cái step như vậy. Ví dụ câu này used to, Jerry used to pay the bills. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Jerry nó thường trả bill. Cái điều này còn xảy ra không các anh chị? Còn xảy ra không? Cái điều này còn xảy ra không? Không. Ok. Thành ra các anh chị thấy cái động từ chánh là động từ nào?
What is the main verb in the sentence? Diễn đàn đã nhiều chia sẻ này. Các anh chị cho Tiếng Việt một phút nha. Có cái anh này anh OK, như tụi mình nói rồi, trong câu nó chỉ có một cái động từ chánh mà thôi, là động từ to pay, phải không? Thành ra used to cũng là động từ, phải không các anh chị? Nhưng mà used to nó sẽ trở thành trợ động từ, tại vì có một động từ chánh mà thôi. Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra cái động từ to pay, pay là động từ chánh. Thành ra used to nó sẽ trở thành trợ động từ. Thế, thành ra khi mà mình đổi cái câu, mình sẽ lặp lại cái trợ động từ. Right? Thành ra cái câu này sẽ trở thành the bills used to, lặp lại cái trợ động từ trước, phải không? Rồi mình mới áp dụng công thức là be. Be nó sẽ ở thì hiện tại, right? Tại vì nói chữ pay mà, to pay mà, thành ra động từ sẽ trở thành là be, right? Rồi động từ chánh là pay, 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 paid, phải không? Nó sẽ có, mình sẽ viết khác hẳn là P-A-I-D.
Sorry các anh chị, tại có cái anh đó ảnh hỏi Timmy ở trong cái voice. Các anh chị trong Power Talk này để Timmy cắt nghĩa sẵn đi, sẵn cắt nghĩa luôn. Nó có ba loại room, ok? Or anh chị cứ giật mic của Timmy hoài. Trở lại nào, các anh chị biết room A rồi chứ gì, Timmy nói lại. Room A là room người lớn, adult. Thế là trong room đó muốn làm gì làm. Muốn sexy hay là muốn chửi thề dân tục gì đó, tùm lum cãi nhau, quýnh lộn nhau, chém giết nhau gì trong room A đều được hết trơn. Ok? Đều được hết trơn. Đại khái là room A. Ok. Yeah, chữ thề là đủ thứ trong cái room A đó. Ok, ai muốn bạo động vô trong đó xả ra. Rồi tới room R. Room R là gì? Restricted. Nghĩa là cái room này nó có giới hạn. Cái room này thì cũng giống room A, khác một chút xíu là không có được sexy ở trong cái room này, có nghĩa là không có được chiếu webcam bậy bạ trong cái room này, nhưng mà chửi thề quýnh lộn đồ gãy ghi lộn đồ tùm lum trong cái room O được. Ok, ngoại trừ chiếu webcam bậy bạ thôi. Và cái room O này thì có con nít vô phải có cha mẹ ngồi kế bên luôn là room O. Trong cái room G, cái chung chi là cái room của mình nè, rất là lịch sự, trai thanh gái lịch gì đó. Trai thanh gái lịch gì vô trong cái room này. Ok, room R, room G. G là general thì con nít được quyền vô. Thành ra khi mà room mà con nít ra vô thoải mái thì mình không có được quyền nói bậy. Ok, mình phải nói lịch sự cho con nít nó nghe nó khoái, phải không? Không có được nói bậy, không có được chửi thề, không có được văng tục. Ok, mình phải nói chuyện đàng hoàng. Yeah, lương chi, trai nghiêm túc, gái lịch sự, đúng rồi đó. Kabbalah gì đó, Kabbalah. Đó là ba loại room. Khi mà cái room chi đó mà nó có vấn đề, có nghĩa là các anh chị phạm luật, thì tất cả những op ở trong cái chung chi đều bị ban nick hết luôn, chứ không phải chủ room bị ban thôi nha các anh chị. Tất cả những op ở trong room
mặc dù mình để cái ốp đó mình ngủ, sáng thức dậy cái nick mình bị ban luôn trong cái room G. Thành ra các anh chị phải cẩn thận nha, mở cái room G thì phải coi chừng, có nhiều khi khủng bố nó vô, nó nói bậy bạ đồ này kia mà mình không mute nó kịp, nó để cho nó hoành hành gì trong room đó, thì có người đi mét thì cái room mình sẽ bị đóng và những ốp trong room sẽ bị ban nick. Thế đó chị mi cắt nghĩa, tại có người đang hỏi thì đã chị mi thấy rồi, sẵn giải thích luôn cho các anh chị nghe luôn. Rồi trở lại bài nha, trở lại bài. Thành ra cái used to ở đây đó, used to, used to đây là coi như là trợ động từ. Thành ra khi mình đổi đó, mình cũng coi nó là trợ động từ. Thành ra trước nhất túc từ làm chủ từ, lặp lại trợ động từ, phải không? Tự nhiên capital vậy, lặp lại trợ động từ rồi mới dùng công thức đấy. Used to, công thức là động từ to be chia theo động từ chính là used to be luôn, phải không? Là be, right? Rồi past participle, ok. Rồi thêm cái chủ từ làm túc từ có chữ bài. Thành ra the bill đúng, dương đúng, rồi people đúng. Các anh chị có biết mình là cha mẹ, mình có thể mình block cái computer của mình để cho con nít, con của mình trong nhà nó không có lén lén nó vô mấy cái room O hay là room E không? Khi mình không có mặt ở nhà, các anh chị có biết cách block cái chỗ đó không? Hả? Biết không? Mình có thể mình block cái computer của mình chặn lại á. Nên mình đi đâu mình cứ mở computer cho nó vô, nó học đồ này kia đó. Ok. À, nó chỉ đi room O thôi. Sorry, nó chỉ đi được room G thôi, nó không có được qua cái room O hay là room A. Anh chị không biết được điều này hả? Hả? Chưa có con nên không biết hả? Sẵn đây tụi mình chỉ cho các anh chị luôn. Ok. Không tìm thấy học xong cái phần này đi rồi tụi mình chỉ nếu còn giờ, ok, tụi mình chia sẻ các anh chị vấn đề này. Bây giờ tiếp tục nha, thành ra cái câu mới sẽ là như vậy. Rồi tiếp tục, nếu trong câu nó có cái chữ good always, có những trường hợp đặc biệt. My mother would always make the pies. Thì các anh chị thấy good and make, sau chữ good nó sẽ là trợ động từ, phải không chị? Chỉ có một động từ chính thôi. Còn always nó sẽ là adverb, là trạng từ, phải không? Trạng từ. Right? Rồi bây giờ các anh chị làm câu này cũng làm y chang như vậy thôi. Làm đi, please. The pies, lặp lại trợ động từ là good, right? Rồi cái chữ always đó là trạng từ, thành ra nó phải đứng sau cái trợ động từ đầu tiên cũng là good, right không? So good always. Rồi mình mới chia cái, mình mới áp dụng công thức là be ở hiện tại là tại vì động từ to make, là make sẽ trở thành made by mother. By my mother, ok. Các anh chị cứ theo cái the routine mà tiểu mi chia sẻ các anh chị là các anh chị bất cứ cái gì các anh chị cũng làm được hết trơn, ok. Hay là cái câu này, I knew John would finish the work by 5 p.m. Anh chị làm câu này đi. Câu này nó cũng có hai mệnh đề luôn. Okay, I knew and John would
finish the work by 5 p.m. Cho mình sẽ chia cái mệnh đề chánh ở phía sau. Tôi biết cái gì? Tôi biết John nó sẽ xong cái bài nó sẽ xong trước 5 giờ. Đố các anh chị ở đây, cái the work will be finished là cái thị gì? Hiện tại, tương lai, quá khứ. Ha? I knew. Này, I knew nha, chứ không phải I know nha. I knew. Hiện tại, tương lai hay là quá khứ? Ha? Yes, nó là quá khứ. Okay? Nó là quá khứ. Nó là quá khứ của động từ to will. Của will đó các anh chị. Okay? Nó là quá khứ. Chứ không phải là condition nha. Còn thí dụ như câu này. I know. I think. Thí dụ nói I think đi. I think she would. I think she would. She would come soon. Cái này nó hơi, tại vì tự nhiên tụi mình không thể nghĩ cái câu trên này. I think she would come soon là gì? No, câu này cũng không có biết lắm. I think that. Zeus. Yeah, tôi nghĩ cô ta sẽ đến ngay. Cái này là một cái dự đoán thôi, phải không các anh chị? Okay. Không phải là quá khứ mà nó là tương lai. Nghĩa là cái điều gì mà mình nói là chưa chắc gì nó xảy ra. Cái này nó ở cái thể mà gọi là condition đó. Conditional đó. Thành ra các anh chị phải phân biệt được khi nào mà nó là quá khứ, khi nào mà nó là hiện tại, hay là khi nào mà nó là tương lai. Nghĩa là mình sẽ học trong cái bài conditional, là cái bài tới đó. Ok, cái bài tới đó. 2-3 tuần nữa mình sẽ học cái bài này. Rồi trở lại bài học, trở lại bài tập. Ok, trở lại bài tập. Các anh chị đổi câu này đi. I knew the work would be finished by 5 o'clock by John. Ok. Ok, cái vấn đề này đó, nó mình nói thì nó nhiều lắm. Ok, mình sẽ nói nó lan ra. Tụi mình sẽ cắt nghĩa cái này sau nha. Cái này các anh chị đã sử dụng cái could and cái would, nó dùng nhiều cái trường hợp. Would với could là lịch sử. Ok, mình dùng cho thì hiện tại cũng được, khi mà mình nói một cách lịch sử. Would you please open the door for me? Hay là tiếng Mỹ thường nói với các anh chị, could you repeat it? Thôi bây giờ mình làm bài cho xong đi, gần hết giờ rồi. I knew the work would be finished by 5 p.m. Câu này nha các anh chị, đây là câu cuối cùng. Rồi tí mi ôm lại cho các anh chị một lần cuối. I thought Sally was going to make a beautiful dinner tonight.
rồi. Các anh chị làm đúng hết rồi đó. I thought without you misspell right there, you German. I thought a beautiful dinner was going to. Mình lặp lại phải không? Mình lặp lại trở động. Từ là was going to. Rồi bắt đầu mới áp dụng công thức be, rồi make. Okay, by Sally tonight. Wondering, I thought. Okay, chan đúng. Right, chan đúng. Heo trắng, đúng. Okay. Cái bàn là đúng. Bây giờ ôm lại nè. The routine nè. The routine là gì các anh chị? The routine là gì? I mean sorry. The routine. Yeah, cái lộ trình. 7 giờ tôi thức dậy. Tôi đi làm. Khá như vậy. Không, 7 giờ tôi thức dậy, tôi tập thể dục. Tôi đánh răng xuống miệng, tập thể dục, thay đồ đi làm, ăn trưa, về nhà, nấu ăn, rồi khá như vậy. The routine có nghĩa là nó chỉ những công việc theo thứ tự, theo thứ tự. Okay, theo thứ tự. So to change the active voice to passive voice. First, find the noun that is doing the action and make it is either a direct or indirect object and precede it with the preposition by. Right? Oh, I missed something. First, find the object and make it okay, and make it become the subject. To become the subject. Có nghĩa trước nhất á, là mình sẽ chủ từ sẽ trở thành not, I mean tục từ chứ, right? Tục từ object become the subject. Okay, become the subject. Nghe theo thứ tự nha các anh chị. Đấy. Thứ hai là gì ta? Cái step thứ hai là gì? Yeah, repeat, okay. Hay là keep. Repeat đi. No, keep đi. Keep. The helping verb hay là auxiliary verb. Okay, keep the auxiliary verb in the active in passive sentence. Có nghĩa là mình lặp lại cái trợ động từ ở trong cái câu passive, trợ động từ của cái câu active mình để vô cái câu passive. Okay, có nghĩa là như vậy. Đó là cái step thứ hai. Right. Cái step thứ ba là gì? Thứ ba là mình dùng công thức phải không? Áp dụng công thức. Thì công thức nó sẽ là be and past participle. Đây là công thức nha. Nhưng mà cái be đó, ok. Cái be đó, mình the verb to be
Okay, put the verb to be into the same tense as the active verb. Okay, mình sẽ nghĩa là cái động từ to be đó, mình sẽ chia nó giống như cái thì của cái động từ chánh. Mình viết câu này ra mới được. Putting the verb to be into the same tense. Tense. Gì nữa ta? Is active verb. Is active verb. And added. Okay, added the past participle of the active verb. Ok, cái step thứ ba mình sẽ làm những cái chuyện này nè các anh chị. Nghĩa là mình chia cái động từ to be giống cái chia cái động từ to be theo cái thì, nghĩa là giống cái thì của cái động từ chánh ở trong câu, ở trong câu active. Rồi sau đó mình mới, các anh chị mới dọn, đó là cái step thứ ba. Thế rồi cái step thứ tư. Cái step thứ tư thì cái subject sẽ trở thành cái object, phải không các anh chị? With với cái chữ by ở phía trước. Okay, subject nghĩa là sub, dĩ nhiên cái subject ở trong cái câu active rồi. Okay, let me spell all the time. Chapter 10. Chapter 10 preceded by lấy cái chữ by. Ok, nghĩa là cái chủ từ của câu active. Sẽ thành cái túc từ của câu passive và phải có cái chữ by đứng phía trước. Ok, rồi đó là bốn cái step, dĩ nhiên lặp lại thôi, cái đó không quan trọng. Đây là cách đổi từ active ra passive. Các anh chị dùng dùng cái cách này thì bất cứ cái thì gì, cái thì nào các anh chị đổi cũng được hết trơn. Ok, nãy giờ mình đã làm bài tập nhiều rồi phải không? Any question? Anh chị có câu hỏi gì nữa không? Còn một phần nữa, còn một phần bài tập khác nữa mà không biết là không làm. À, chỉ mình có the whole thing, còn ngoài ra có những cái trường hợp ngoại lệ, nó gọi là said to be trở thành said to have been. Thí dụ như câu này. Và còn 10 phút để mình chia sẻ. Tại sao cái phần này nó hơi khó cho các anh chị đó. Cái phần này là cái phần advanced. Nó hơi khó cho các anh chị. Sợ các anh chị bị tẩu quả. Trong câu nó có những cái luật như gì? Said to be. Nó sẽ trở thành là said to have been. Okay. Thí dụ như câu này. Đây là nó more advanced luôn á, nó cao hơn một chút xíu nữa. It is said that he was very intelligent. Người ta nói rằng ông ta thì rất thông minh. Giờ các anh chị đổi làm sao nè? Mình dịch là người ta nói rằng, phải không các anh chị? Nhưng mà nếu mà dịch sát thì mình dịch là nó được nói rằng.
không phải nói mà dịch là được nói rằng, ai ở đây, người ta nói chứ ai, không? Người ta được nói rằng ông ta thì rất thông minh. Không, các anh chị? Được nói là cái gì đó, phải không? Said to be, right? He is said to be very intelligent, right? Hay là mình có thể mình nói là he is said to have been, okay? Nó nghe hay hơn. He is said to be. He is said to have been very intelligent. Hay là he is said to be very intelligent. Blue Moon cũng đúng. Okay, có hai cách nói. Cách nói thứ nhất là của Blue Moon đó. He is said to be very intelligent. Hay là he is said to have been very intelligent. Okay. Hay là câu này. Đây là cái cách mà nói. Ok, cái, coi cái chỗ này. It is said that he, phải không? Được nói rằng ông ta. Thì khi mình dùng cái he ở đây sẽ trở thành cái chủ từ, phải không? He ở đây là túc từ, phải không? Thành ra mình đổi nó thành chủ từ. Right? Rồi mình lặp. Lại mình lặp lại cái is said, right? Is said to. Rồi mình sẽ đổi thành to have been. Đây là cái sẽ lấy như các anh chị coi câu này đi. Mình dùng cái túc từ mình làm chủ từ, right? Rồi mình lặp lại cái is said to be. Okay? Sẽ đổi thành said to have been. Các chị hiểu cái chỗ này nè. Okay, it is said to be. Okay. I mean said to be. Có nghĩa là it is said nữa. Để mình tìm cách cắt nghĩa cái chỗ này cho các anh chị. Okay, said to be. Be ở đây là cái gì, cái mệnh đề gì ở phía sau á? Be ở đây là cái mệnh đề gì ở phía sau, nó thay thế cho cái mệnh đề gì ở phía sau đó. Thế anh chị thấy it is said that he was very intelligent. Thì cái be ở đây là that he was very intelligent. Thế anh chị hiểu chỗ này không? Nó được nói cái gì đó, nó được nói cái gì đó. Okay. Yeah, thì nó là hai mệnh đề. It is said là một mệnh đề. Và cái be ở phía sau là một cái mệnh đề khác. Là hai mệnh đề. Phải không nào? Thành ra nó có cái này nó hơi lủng củng. Nó có nhiều cách nói. Okay. Như hồi nãy Timmy nói, cái Blue Moon nói cũng đúng. Mà cái cách Timmy đưa ra cũng đúng. Nhưng mà thường thường đó, khi mà người ta dùng cái chữ it is said that, thì thường thường nó ưa trở thành cái past, I mean cái perfect, nó nghe hay hơn là cái present. Thí dụ như câu này đi. Trở lại cái câu này đi. Thì cái câu này nó có hai cách nói, okay. Một là các anh chị nói theo cái cách mà present tense. Hai là các anh chị nói theo cái cách mà perfect. Cái nào cũng đúng hết trơn. Where is cái câu của the moon? Yeah, the blue moon.
Cách thứ nhất là mình nói như vậy, okay? Cách thứ hai đó là mình nói như vậy. Ý của Timmy nói ở đây, khi mà các anh chị thấy cái đầu tiên người ta nói it is said to, thì mình nên đổi nó thành cái, thay vì cái present tense ở phía sau, phải không? To be very intelligent, thì mình đổi nó thành cái perfect, cái thứ hai nó nghe hay hơn. He said to help Ben very intelligent. Okay. Câu này cũng vậy. Bây giờ các anh chị đổi đi câu này nha. Câu thứ hai nó thông dụng hơn. It is said that there was found an unknown letters by Bladder. Thì các anh chị đổi câu này đi. Tốt từ làm chủ từ, right? An unknown letter is said that, is said to help Ben. Mình lặp lại cái said to be sẽ trở thành said to help Ben. Anh chị hiểu chỗ này không? Mình lặp lại cái said to, right? Và nó sẽ trở thành help Ben. Okay. Đâu có there is said to đâu. Không được dịch theo tiếng Việt các anh chị. Không được dịch theo tiếng Việt. Ở đây there was, cái subject ở phía trước nó gọi là nó gọi là gì nè, nó gọi là tự nhiên tiểu Huy quên cái chữ đó rồi. Các anh chị coi câu này nha, cái nào là chủ từ? Chủ từ lơ lửng gọi là gì? Tangle, phải không? Tangle đó. Yes, cái unknown letter mới là chủ từ nha. Okay. Cái unknown letter mới là chủ từ. Còn cái there was không phải là chủ từ. Nó gọi là delay subject. Các anh chị đã học cái này rồi phải không? Học trong cái bài danh từ á. Cái unknown letter nó gọi là delay subject. Delay là gì? Là quản lợi. Nó không có xuất hiện liền, mà nó xuất hiện sau. Nó chưa có xuất hiện. Nó các anh chỉ có, thay vì nó there was found, thì các anh chỉ có thể nó an unknown letter was found được không? Phải không? Phải không? Dạ, cái grammar thường thường các anh chỉ phải học đi học lại hoài nó mới thấm. Nói thiệt, tại sao mà Tiểu My dưỡng về grammar? Các anh chị hỏi câu nào Tiểu My cũng không có bí hết trơn. Tại Tiểu My học cái grammar này cả chục, cả trăm lần luôn á. Học từ trung học lên tới đại học. Học cả trăm lần luôn rồi Tiểu My còn nghiên cứu sách vở nữa. Thành ra phải học đi học lại hoài các anh chị mới nắm vững được. Phải không nè? Chứ cái grammar này khó lắm đó chứ không phải dễ đâu. Tiếng My ăn mật gấu mới dám vô đây chia sẻ các anh chị. Nếu không là bị các anh chị giật như cái mền rồi. Đồng ý không nè? Phải không? Không phải dễ đâu. Phải không nè? Tiếng My mà lơ tơ mơ là vô bị các anh chị quay như trong trống, bỏ của chạy lấy người luôn á. Đấy. Rồi nói tóm lại nè. Thành ra cái the an unknown letter, nó mình gọi nó là delay subject. Có nghĩa là nó thật sự nó là chủ từ, chứ không phải là chữ there là chủ từ. Okay. Rồi, các anh chị hiểu điều này rồi chứ gì? Thành ra coi ở trong câu này. Mình phải nói nó là chủ từ thật sự. Thành ra trong cái câu này, cái chữ there này không phải là tốt từ thật sự, hay là không phải là chủ từ thật sự, mà nó phải là unknown letter, right? Thành ra đó mình lấy cái tốt từ đó mình đem ra phía trước, chứ không phải mình đem chữ there. Okay? Không phải mình đem chữ there. Mà biết không nào?
Rồi các anh chị làm đi. Các anh chị làm đi. Ok. Cái gì nói sai? Cho các anh chị cãi lên luôn á. Nếu chị mình nói không đúng, cho các anh chị cãi lên luôn. Ok. Cãi lên luôn á. Mình không sợ á, không sợ các anh chị đâu. Ok, tụi mình đã dẫn hết 10 thần công lực mới dám vô đây. Ok, sáng ngủ dậy lúc nào cũng có cái chai mật gấu trước giường hết trơn, uống miếng mật gấu rồi vô đây. Ok. Dạ, uống mật gấu rồi. Ok. Have been very good. Ok. To have been found by the bladder. Rồi, các anh chị hiểu được phải không? Nhớ nha, khi nào mà có it is said thì mình sẽ đổi thành said to have been. Ok. Ok, rồi. Trường hợp khác nữa. Thôi mà thôi, cái này không chỉ cho các anh chị nữa. Cái này là nó cao lên rồi. Ok, nó cao lên rồi. Làm cho các anh chị khó khăn rồi, các anh chị sẽ bị tẩu quả. Khi nào mà các anh chị gặp những cái trường hợp khó khăn thì các anh chị PM cho tụi mình. Ok, PM cho tụi mình. Không phải giống nghề. Mà tại đói bụng quá. Tại đói bụng quá, nói hết nổi rồi. Ok. Nói giống nghề hạch tức quá đi. Giờ cho câu khác cho biết. Cho câu khác cho biết. Thôi, không chịu đâu. Không chịu đâu. Yeah, chỉ mình yêu nghề mà đâu giống nghề. Ok các anh chị, bài học hôm nay đã đây chấm dứt. Ok, cái cách đổi ra từ active ra passive các anh chị nắm vững rồi phải không? Phải không? Phải không? Thôi các anh chị đi ngủ hết đi, 11 bên Việt Nam rồi. Ok. Anh chị đi ngủ hết đi, khuya rồi. Mới còn đi học đi làm nữa. Chỉ mình phải đi ăn đói bụng quá. Dù muộn rồi. Dù muộn. Trời ơi, cho các anh chị cả đời luôn mà có nửa có 1 tiếng đồng hồ mà cũng kể nữa. Bởi vì người ta nói đúng á, cái gì đó. Cha mẹ nuôi con hay gì không kể ngày tháng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày gì đó. Okay. Tính tháng tính ngày gì đó. Right. Cho các anh chị trong này là mấy năm trời rồi, cả ngàn giờ rồi. Chỉ trễ có 1 tiếng đồng hồ mà kể lễ chán thì thôi á. Đúng là cục nợ. Đúng là mấy cục nợ. Phải không nè? Tiếng mi đâu có ăn nhiều đâu, khư gấu. Thức dậy lồm cơm ngồi dậy là chung vô đây liền á. Hơn gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Chưa ăn gì, không có ăn sáng luôn á. Ok. Ăn mật gấu, mắc cười up to you á. Don't picky, ok, hôm qua nói rồi. Don't picky. 2 tiếng cũng vậy mà 1 tiếng, nhưng mà tới giờ mà Tiểu My ăn uống điều độ, biết không? Tới giờ ăn là phải ăn, ok. Các anh chị đừng có để bụng đói quá, các anh chị bị đau bao tử. Right. Tới 11 giờ là tự nhiên cái bụng nó kêu hả? Phải không nè? Tự nhiên cái bụng nó kêu hả? Chứ không phải là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Ok. Yeah, vậy là thức dậy là vô đây luôn. Ok. Cho nghe kêu hả? Không ăn hamburger. Ok, các anh chị gặp lại ngày mai nha. Cái bài này coi như là chấm dứt rồi nha. Cái bài Passive Active. Tuần tới mình sẽ học cái mới. Okay. Ngày mai mình học cái khác. Tuần tới mình học cái mới. Cái mới là gì các anh chị? Theo cái The Outline of the World thì tuần tới mình học cái gì nè? Hả? Cục nở hả? My burden, phải không?
nợ là cái gánh nặng phải không? Tuần tới mình sẽ học theo cái the outline đó. Thì tuần tới mình sẽ học the mood. Okay. Yeah, mood of verb. Mood. Chỉ coi là D là voice, right? Active and passive. A, B, C, D, E. And đây là cái bài cuối cùng của bài động từ. Các chị biết cái này không? Mood of a verb. Là gì? Không biết. Xem outline ở đâu hả? Xem outline của tụi mi chưa ở đâu? Tụi mi làm ra cái outline này chưa ở đâu? Nghĩa là cái bài động từ này mình học tất cả là 5 phần rồi. Mình học tất cả là 4 phần rồi. Phần đầu tiên là định nghĩa. Phải không? Định nghĩa động từ là gì? Phần thứ hai là các loại động từ. Đó là phần thứ hai. Có mấy loại động từ? Hả? Có mấy loại động từ? Đó là phần thứ hai. Ok. Ba loại, right? Phần thứ ba là mình học verbal. Là động từ giả. Có mấy loại động từ giả? Là verbal đó. Có mấy loại động từ giả? Ba loại, phải không? Đó là động từ thường, là động từ thật. Còn có mấy loại động từ giả? Hả? Có mấy loại verbal. Nói động từ giả thì nghe hơi funny, nhưng mà chị My không biết dịch tiếng Việt. Thứ nhất dịch là động từ giả. Yeah, động từ giả này nó cũng right. Rồi sau cái động từ giả là phần thứ ba. Phần thứ tư mình sẽ học về form. Là phần cuối cùng đó. Nhưng mà trong cái phần form này nó mình học rất là nhiều. Học mấy tháng trời luôn cũng chưa hết. Ok, let's see. Form nghĩa là những cái yếu tố của cái động từ. Đúng không? Thì yếu tố thứ nhất là số, động từ số ít, động từ số nhiều. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Động từ nó cũng chia thành ngôi phải không các anh chị? Ngôi thứ nhất, ví dụ như mình nói là I am. Ngôi thứ hai mình nói là you are, là cái gì vậy? Đó là phần thứ hai của mình học yếu tố thứ hai là person, là ngôi thứ. Yếu thứ thứ ba là thì, là tense. Đó không? Mình học 12 thì rồi. Right? Là yếu tố thứ ba của động từ là thì, là tense. Mình đã học 12 thì rồi. Và yếu tố thứ tư mình mới vừa xong là voice. Đúng không? Là voice. Là active and passive. Right? Và yếu tố thứ của động từ. Có nghĩa là khi mình nói chuyện ra, mình nói với cái thái độ gì? Bình thường. I go to school. Là thái độ bình thường. Right? Hay là mình nói với một cái thái độ ra lệnh. Go to school. Đó là ra lệnh. I go to school đây. You chứ ai. Mà mình ra lệnh đó. Phải không? Một là mình nói bình thường. I go to school. Hai là mình ra lệnh cho ai đó. Go to school. Get up. Pass me a sugar, give me a pencil, okay? Đó là thái độ ra lệnh, đấy. Thái độ mình gọi là mơ mộng. Nhiều khi mình nói ra mình mơ mộng đúng không? I wish I love her, I wish she loved me, I wish I marry her. Đó là thái độ mơ mộng, giả tưởng, không có thật, là cái gì vậy? Okay? Các anh chị hiểu rồi chứ gì? Đó là cái phần mình sẽ học tuần tới. Và cái phần này mình cũng học cả tháng luôn nha các anh chị. Nhiều khi 2-3 tháng trời mới học xong cái phần này. Cái thái độ cuối cùng đó
Thì mi sẽ thấy bằng cái bài conditional. Okay. Cái thái độ cuối cùng thường thường mình đặt điều kiện đó. Nếu mà tôi giàu thì tôi sẽ mua nhà lầu xe hơi gì tùm lum á, đại khái như vậy. Thì cái thái độ cuối cùng mình thế bằng cái bài conditional. Okay. And that's it. Coi như thiếu có 45 phút thôi nha. I will make up in another day. Nếu tôi mà giàu, tôi sẽ gửi tiền vào ngân hàng. Nghèo cũng coi gửi tiền vô ngân hàng được vậy. Hả? Nghèo cũng Tiểu My nghèo nè, mà Tiểu My cũng có tiền gửi vô ngân hàng vậy. Nhưng mà Tiểu My gửi vừa chiến thôi luôn. Ví dụ đầu tháng trả bill đó, trả tiền nhà đó. Ví dụ đầu tháng trả tiền nhà 1.000 đồng. Thì ngày hôm trước Tiểu My mới để vô 1.000 đồng. Đặng đủ trả tiền nhà thôi. Ok, khá như vậy. Nghèo thấy mồ cũng có tiền gửi vô nhà băng vậy. Right. Ok, and that's it for today. And I'll see you tomorrow. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khác mỗi ngày mà đem bình an vui vẻ. And gặp lại các anh chị ngày mai nha. Oh, sẵn đây nhắc các anh chị luôn. Nhớ học bài nha. Tiểu My không thích vô mà các anh chị ngồi im ru, ok? Ngày mai là cái ngày các anh chị phải lên cầm mic nói chuyện, không phải là Tiểu My nữa. Nói hoài chắc chết quá. À, muốn lên cầm mic nói chuyện được, các anh chị phải học bài. Nhớ học bài gì không nè? Hả? Nhớ học bài gì không? Hả? Yeah, very good. Job interview. Ok. Ngày mai mình sẽ viết chính tả cái bài này. Ok. Và mình sẽ nghe cái audio tape luôn. Cái audio luôn. Ngày mai mình sẽ làm cái phần listening and writing. Ok. Listening and writing. Ai không có bài PM cho Tả Linh sẽ gửi bài cho các anh chị. Mà Tiểu My cho các anh chị một tuần lễ rồi. Ok. Tiểu My cho các anh chị một tuần lễ đặng làm. Cái chuyện này rồi không có luôn hả, trời lắm, ai không có bài PM, I don't know who, cho ai có đó đánh xong giờ up, okay.